Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.